Bây giờ Ngô Tài sẽ hỏi em và mọi người nghe em nói chuyện nha, rất là thương tâm. Con nói con tên gì? Con tên Kiệt. Con tên Kiệt. Rồi, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi rồi. Rồi con đi học lớp mấy rồi? Lớp 1. Rồi, hồi nãy chú nghe nghe nói là con có biết cha mẹ mình luôn đúng không? Dạ. Hiện tại cha mẹ con đang ở đâu? Ở nhà thành phố. Ở thành phố hả? Dạ. Ủa sao lại con lại ở đây? Cha mẹ gửi vô. À, cha mẹ gửi con vô đây hả? À, mà con có biết sao lý do sao mà cha mẹ lại gửi con vô đây không? Dạ không. Đó, mọi người thấy đáng thương không? Thì Nó gửi đây nó biết mà. là như vậy là đã Nó gửi nó nhỏ đó. không biết sao mà cha mẹ lại bỏ con mình vào nơi đây thì rất là đáng thương đúng không mọi người? Thì hy vọng là mọi người sẽ đến đây và ủng hộ cho các trẻ em ở nơi này nha. Rồi chú cảm ơn con rất nhiều nha. Con chào Dạ. mọi người đi. Con chào mọi người. Rồi. Rồi chú chào con nha. À, con bỏ tiền túi em mua bánh đồ ăn. Tôi là người xuất gia từ lúc nhỏ và tôi đã từng làm một chú tiểu với mấy chùa. Tôi cũng đã từng nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị em. Và sau này tôi lớn lên, tôi đã trở thành một người thầy nuôi dạy các chú tiểu. Và trong cõi lòng tôi thương các chú rất nhiều. Bài hát này tôi sáng tác để tặng riêng cho các chú ở trong ngôi chùa lá nhỏ của tôi. Và cũng như tôi xin tặng chung cho tất cả những chú tiểu, những ai tu hành trong tình thương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi yêu chú tiểu ngây thơ, biết vì sao chú lại ở chùa. Lâu lâu thì tiểu ngây ngô cầm chuỗi trà bán ven lá đà. Tôi yêu chú đã xa cha, xa mẹ hiền ngày đêm thương nhớ. Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu mắt lê nhỏ vì không thuộc ba. Đêm đêm chú tiểu ngân vang với lời kinh trầm bổng du dương. Chú mang hết cả tâm tư trái tâm tư cầu ai xui chú tiểu ngây thơ biết tu hành như chốn không môn. Câu kinh chỉ mỏ thâu đêm nguyện nghiêng đầu em mến mái chùa. Đời còn có biết bao tiểu ngây thơ áo màu lam mặc lên chùa. Chén cơm như muối thơm rau nhưng tâm lòng các chú thanh cao. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn để đem cái mỏ câu tình trái tâm tư cầu an chúa. Mong các con tinh tấn trên con đường tu học mãi mãi trở thành một vị thầy có đạo đức tốt cho Phật tử nhân từ và người tu hành chân chánh cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi yêu chú tiểu ngây thơ, biết vì sao chú lại ở chùa. Lâu lâu thì tiểu ngây ngô
cầm chơi cha bán quen lá đào. Tôi yêu chưa đã xa cha, xa mẹ hẹn ngày đêm thương nhớ. Đôi khi thấy tiểu năm chiều mắt nghe nhỏ vì không thuộc ba. Đêm đêm chiếc tiểu ngân vang với lời kinh trầm bóng du dương. Chú mang hết cả tâm tư, trái tâm tư cầu an cho đời. Ai xui chú tiểu ngây thơ biết tu hành như chốn không môn. Câu kinh đứng mỏ thâu đêm, nghiêng đầu em mềm mái chùa. Còn có biết bao sắc màu làm mây, người người vui bên mái ấm gia đình. Còn chú tiêu đô là chiếc lá vô xanh, mà vừa qua gian khổ kiếp tu hành. Tôi yêu dáng tiểu ngây thơ, áo màu lam chú mặc ở chùa. Chén cơm như muối tương rau, như tâm lòng các chú thanh cao. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn. Để đêm tiếng mõ câu kinh, trái tâm tự cầu an cho đời. Để đem tiếng mõ câu kinh, trái tâm tự cầu an cho đời. Để đem tiếng mõ câu kinh, trái tâm tự cầu an cho đời. Rồi, cặp tiếp đi Thác. Đây, những hình ảnh đang khiêng những cái bao đồ đi để cho các trẻ em mồ côi. Giác cực dữ không? Hiện tại Ngô Tài đang có mặt tại tu viện Minh Đạo của thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành của Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mọi người của Ngô Tài hôm nay cũng đi đến nơi này. Chùa này là cũng nuôi những trẻ em mồ côi. Rất là nhiều trẻ em đã bị mồ côi cha mẹ. Thì giờ nhóm của Ngô Tài đang vào bên trong để đem những bộ quần áo vào cho các em nhỏ ở nơi này. Thì bây giờ Ngô Tài xin mời mọi người cùng đi vào bên trong xem những Ngô Tài nha. Đây là phía trước của cổng chùa, đi vào là hai bên chùa là có 18 vị La Hán ngồi hai bên này mọi người. Và phía trước là một tượng Phật rất là to và một mẹ Quan Âm đứng rất là cao. Đây là một tượng Phật Di Lặc rất là to và một tượng mẹ Quan Âm đứng rất là cao nha mọi người. Và đây là toàn bộ khung cảnh bên trong của chùa nuôi trẻ em mồ côi ở nơi này nè mọi người. Mọi người đã vào bên trong hết rồi. Ủa đem qua bên nào? Yeah. Mời mọi người cùng vào xem với Ngô Tài nha. Đây là khu vực chánh điện của chùa nè. Không ngờ mọi người trong nhóm Ngô Tài đem những cái bao quần áo vào
để ở nơi đó và theo sự hướng dẫn của nhà chùa và đang thắp hương ở nơi này. Toàn cảnh bên trong của chùa nè, mọi người nhìn những cái tượng Phật ở nơi này rất là đẹp. Đây là hình ảnh nhóm của bên Ngô Tài đang thắp hương tại nơi này. Bà xã của mình cùng các con của mình cũng đang vào quỳ lại Phật ở nơi này. Út, quỳ xuống lại Phật đi con. Lại Phật đi. Ừ, con lại Phật đi. Ở nơi đây là phía sau của phía bên hông của cảnh chùa, bên hông của chùa chứ không phải là phía sau. Thì để Ngô Tài quay một vòng camera cho mọi người xem ở nơi này nha. Đó, có những cái võng nhà nghỉ mát cho những Phật tử mình đến đây là mình sẽ nghỉ mát ở nơi này. Và phía cổng bên hông này cũng có một tượng mẹ Quan Âm đứng ở trong một cái ngôi nhà rất là đẹp mà hình như là đang xây cất chưa có xong, đang làm chưa có xong. Thì theo những Ngô Tài biết thì sư ở đây nói lại là chùa này là có tổng cộng là 60 trẻ em mồ côi được nuôi ở đây. Thì hôm nay nhóm của Ngô Tài ghé đến thì một số em đã đi học và chỉ còn một số em còn nhỏ là đang ở nhà, đang ở tại chùa. Thì hy vọng là sau những cái video này thì sẽ mong được những cái sự ủng hộ của những bá tánh, của những Phật tử phát tâm sẽ đến những nơi này để có lòng mình gửi đến cho chùa những cái gì để ủng hộ chùa để nuôi các trẻ em mồ côi ở nơi đây. Ở đây là Ngô Tài đang quay phía bên trong của chùa, hướng ra ngoài phía cổng lúc đầu mình đã đi vào. Thì Ngô Tài quay lại một vòng nữa cho mọi người xem nha. Thì giờ nhóm của Ngô Tài cũng chuẩn bị ra về. Thì những video của Tài làm là chỉ những đoạn phim ngắn, những cái video clip rất là ngắn. Hy vọng là sẽ gặp được, hy vọng sau khi mọi người xem những video này sẽ đến những cái địa chỉ này ủng hộ cho nhà chùa ở nơi đây. Ủng hộ đi chị Phượng, ủng hộ cô đi. Dạ, nơi này có một cô đang bị khuyết tật. Này mình có tâm thì mình cho thôi chứ có gì đâu. Bé ba lấy tiền, mẹ đưa tiền ủng hộ cho cô đi con. Rồi, con chào cô đi. Hiện tại là Ngô Tài đang đứng với một em mồ côi. Thì bây giờ Ngô Tài sẽ hỏi em và mọi người nghe em nói chuyện nha. Rất là thương tâm. Con nói con tên gì? Con tên Kiệt. Con tên Kiệt. Rồi, con năm nay nhiêu nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi rồi. Rồi con đi học lớp mấy rồi? Lớp 1. Hồi nãy chú nghe nói là con có biết cha mẹ mình luôn đúng không? Dạ. Hiện tại cha mẹ con đang ở đâu?
Ở nhà thành phố. Ở thành phố hả? Ủa sao lại con lại ở đây? Cha mẹ gửi vô. À, cha mẹ gửi con vô đây hả? Mà con có biết sao lý do sao mà cha mẹ lại gửi con vô đây không? Dạ không. Đó, mọi người thấy đáng thương không? Thì là như vậy là đã không biết sao mà cha mẹ lại bỏ con mình vào nơi đây. Thì rất là đáng thương đúng không mọi người? Thì hy vọng là mọi người sẽ đến đây và ủng hộ cho các trẻ em ở nơi này nha. Rồi chú cảm ơn con rất nhiều nha. Con dạ. Chào mọi người đi. Con chào mọi người. Rồi. Rồi chú chào con nha. Đây là một dì ở kế bên nhà mình cũng đang lại Phật ở nơi này. Đi tới mấy chỗ này rớt nước mắt. Ngũ Tài xin thân mến chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video vừa qua của Ngũ Tài. Thì đến đây video ngắn của Ngũ Tài cũng xin được kết thúc. Thì hy vọng là sẽ được sự ủng hộ của rất là nhiều sự phát tâm của mọi người ở các nơi sẽ về đây ủng hộ cho nhà chùa ở nơi này. Thì Ngũ Tài cũng biết được những gì thì quay phim cho mọi người xem thôi. Thì trong video nếu mà có nói gì sai sót thì cũng mong được sự hỷ xả tha thứ bỏ qua của mọi người. Xin thân mến chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau của Ngũ Tài. Ngũ Tài xin thân mến chào tất cả mọi người.